Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tài nguyên và Môi trường của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở khu vực cao trên địa bàn huyện Hàm Tân, việc thiếu nước sinh hoạt mùa khô ở xã Sơn Mỹ vẫn thường xảy ra, nhất là các khu vực thuộc thôn 2 và thôn 4 xa tuyến ống dẫn nước chính dọc theo quốc lộ 55 qua địa phương này. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, nhiều hộ ở thôn 2 và thôn 4 thuộc xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, cách quốc lộ 55 từ 200 đến 300 mét, thiếu nước sinh hoạt. Những hộ có giếng đào thì nguồn nước dồi dào nên thuận tiện trong sử dụng. Còn một số hộ không có giếng đào phải mua nước dịch vụ sử dụng trong dịp Tết. Hiện nay, hệ thống nước này hoạt động trở lại, cung cấp nước cho các khu vực trên. Nhưng những hộ ở xa tuyến ống chính, nước sinh hoạt vẫn không ổn định, thường chỉ có vào ban đêm được vài giờ. Một hộ dân ở thôn 2, xã Sơn Mỹ cho biết, nhà tôi ở xa tuyến ống chính hơn 300 mét, nước máy chỉ chảy vào ban đêm, kéo dài 2 đến 3 giờ, phải trữ nước dùng tạm trong những ngày Tết. Trao đổi với chúng tôi về thực trạng này, ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh cho biết, tuyến ống Tân Thắng Sơn Mỹ huyện Hàm Tân được thi công xong, bổ sung cho hàng trăm hộ sử dụng nước máy dọc theo tuyến chính quốc lộ 55 và khu vực Sơn Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại còn trạm bơm tăng áp, cung cấp nước cho nơi đây vướng thủ tục thu hồi đất nên chưa hoàn thành. Vì vậy, thôn 2 và thôn 4 xã Sơn Mỹ nằm ở khu vực cao còn thiếu nước cục bộ. Trước tình hình trên, Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh hợp đồng mua nước qua đồng hồ tổng từ nhà máy nước thị xã La Di để bổ sung nước cho Sơn Mỹ. Tuy nhiên, hệ thống nhà máy nước thị xã còn yếu nên dẫn đến tình trạng thiếu nước ở xã này trước Tết. Hiện tại, nguồn nước máy chỉ phục vụ cho những hộ dân sinh sống dọc theo tuyến chính quốc lộ 55, còn nhiều hộ ở khu vực cao của thôn 2 và thôn 4 của xã Sơn Mỹ, xa tuyến chính 200 đến 300 mét, nước máy chỉ có vào ban đêm được vài giờ. Thiết nghĩ, ngành chức năng huyện Hàm Tân nên phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Sơn Mỹ xúc tiến việc thu hồi đất, bàn giao đơn vị thi công, hoàn thành trạm bơm tăng áp Sơn Mỹ, tạo điều kiện cho Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh chuyển nguồn nước dồi dào từ nhà máy nước Tân Thắng về Sơn Mỹ theo tuyến ống chính đã được thi công xong, để cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân ở các khu vực cao nơi đây, nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt cho bà con vào mùa khô. Thưa quý vị và các bạn, Đức Linh có hơn 6.087 hecta rừng, hiện đang bước vào mùa khô và cũng là một trong những địa phương có nguy cơ khô hạn và cháy rừng. Vì vậy, chính quyền cùng các ngành chức năng huyện đã và đang chủ động triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh Bình Thuận khoảng 336.256 hecta, trong đó diện tích rừng tự nhiên trên 288.674 hecta, rừng trồng hơn 47.582 hecta, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 43%. Năm 2021, công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai tích cực để giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm thiểu số vụ cháy rừng và thiệt hại tài nguyên rừng trong năm 2022. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bình Thuận xác định việc xây dựng thực hiện phương án phòng chống phá rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, vì đây là cơ sở pháp lý để phân công nhiệm vụ, phân địa bàn, giúp chính quyền địa phương cấp huyện, xã, chủ rừng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống phá rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng nhằm chủ động sẵn sàng phương án chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ ở các khu vực trọng điểm từ tỉnh đến huyện, xã. Với phương châm phòng là chính, bảo vệ và chữa cháy rừng phải khẩn trương, kịp thời và triệt để, nhất là ở các khu rừng có trữ lượng và giá trị kinh tế cao nằm giáp ranh với các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, phải ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chặt, phá, đốt, khai thác, lấn chiếm đất rừng trái phép và không để xảy ra các điểm nóng. Để thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, huyện Đức Linh luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng đến từng thôn, tổ dân phố cùng các tầng lớp nhân dân địa phương. Đối với người dân sinh sống xung quanh rừng, ven rừng, được chính quyền và các ngành chức năng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò quan trọng của tài nguyên rừng trong đời sống con người và với môi trường, khí hậu, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức cùng chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bảo vệ rừng tại các khu trọng điểm có nguy cơ phá rừng, cháy rừng vào mùa khô. Do địa bàn trải rộng,
Diện tích rừng chủ yếu phân bổ tập trung trên địa giới hành chính ba xã Mê Bu, Sùng Nhơn và Đa Cai. Nhưng với địa hình chia cắt phức tạp, nhiều khe suối sâu, núi cao, có độ dốc tương đối lớn, giao thông đi lại khó khăn, nên việc tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng ở đây gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, tiếp giáp với nhiều địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng như huyện Đạ Hoai, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nên Đức Linh là huyện có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Đây là thời điểm người dân địa phương thường vào rừng tìm các loại lâm sản phụ, tiềm ẩn nguy cơ gây ra cháy rừng bất cứ lúc nào. Hiện nay là trong mùa khô, đối với đơn vị chúng tôi là cái lực lượng kiểm lâm là lực lượng nòng cốt. Và chúng tôi đã xây dựng các cái phương án, kế hoạch về phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời là thực hiện cái công tác trước tiên chúng tôi thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ rừng đến tận người dân, làm công tác cam đoan cam kết bảo vệ rừng đối với những hộ dân làm rẫy ven rừng. Sắp tới đây chúng tôi là tổ chức cái thực tập cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng để khi có tình huống cháy rừng chúng ta thực hiện cho nó đúng theo cái kế hoạch. Trước khi tuần tra là trong cái tuần đó là có kế hoạch cụ thể hàng ngày là mình kiểm tra khu vực nào. Nếu mà phát hiện có sự cố gì thì sau cái buổi kiểm tra đó anh em sẽ về là không có nhật ký của trạm đó, mình sẽ ghi nhật ký. Hoặc nếu mà có tác động vào rừng thì mình sẽ lập biên bản hiện trường ban đầu, là ghi nhận cái biên bản hiện trường ban đầu đó. Rồi mình về rồi mình tổng hợp và báo cáo rồi về vấn đề trạm. Theo hạt kiểm lâm huyện Đức Linh, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các xã thị trấn tổ chức các buổi tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng với hàng trăm lượt người tham gia. Đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ kiểm lâm đến các hộ dân gần rừng, hướng dẫn bà con phương pháp phòng chống trong quá trình xử lý đốt thực bì nương rẫy. Cùng với đó, hạt kiểm lâm huyện còn phối hợp với các chủ rừng cùng chính quyền các xã thị trấn triển khai nhiều cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng để chủ rừng và người dân hiểu biết cách xử lý khi xảy ra cháy rừng. Nhờ vậy, từ đầu mùa khô năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Công tác ứng trực cũng được các chủ rừng và các lực lượng triển khai 24/24 giờ. Là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn, để làm tốt công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô năm nay, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã thị trấn chủ động triển khai các biện pháp xây dựng phương án phòng chống một cách cụ thể, chi tiết. Đối với hạt kiểm lâm huyện và các đơn vị chủ rừng gồm ban quản lý rừng phòng hộ, yêu cầu xây dựng phương án phòng cháy trên lâm phần quản lý của các đơn vị với phương châm 4 tại chỗ. Việc chủ động các biện pháp và thay nhau đi tuần tra kiểm soát giúp các đơn vị chủ rừng làm tốt công tác ngăn ngừa cháy rừng. Trong trường hợp chẳng may xảy ra cháy rừng thì triển khai phương án chữa cháy nhanh và kịp thời hạn chế thiệt hại. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã xây dựng được các phương án phòng chống cháy rừng của chủ rừng và các đơn vị cùng nhiều phương án của chủ rừng là cộng đồng dân cư. Cùng với đó, ngay từ đầu năm, các xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã chủ động xây dựng phương án phòng chống cháy rừng để triển khai tới người dân cùng nêu cao ý thức chung tay bảo vệ rừng. Trước khi là bước vào mùa khô là ban đã có một cái phương án, xây dựng phương án là và trạm là một cái kế hoạch để phòng chống cháy. Trong năm qua thì khu vực này là nếu nguy cơ cháy rất là cao, nhưng mà được cái sự anh em cũng nhiệt tình của anh em là kiểm tra là phát hiện kịp thời. Hàng năm cứ tới mùa khô thì được sự phân khai của ủy ban tỉnh thì cho phép là chủ rừng là làm cái công trình phòng chống cháy là cản lửa đó, thì áp dụng với cái tức là làm cái băng trắng. Thì đến hôm nay thì nói chung là nhìn chung cái công trình phòng cháy đối với băng trắng thì nói chung rất hiệu quả, tại vì đa số là người dân là hồi trước kia người ta phong tục cứ dọn rẫy là nó dễ cháy lan vào rừng, nhưng mà sau này thì nói chung có cái băng năng đỡ. Và về cái tình hình mà xảy ra cháy rừng á, thì đối với cái ban quản lý nói chung và cái trạm bảo vệ lán tre này thì nói chung là lâu nay chưa có xảy ra cháy. Từ thực tế, huyện xác định rừng tại các tiểu khu 424, 425, 427, 423A, 423B, 421A và 421B luôn trong tình trạng báo động xảy ra cháy rừng trong mùa khô. Vì vậy, huyện giao trách nhiệm cho hạt kiểm lâm cùng các đơn vị chủ rừng và các địa phương bố trí các lực lượng dân quân tự vệ, tổ đội quản lý bảo vệ rừng, phối hợp trực tuần tra kiểm soát an ninh rừng 24/24 giờ. Cùng với đó, các lực lượng còn có nhiệm vụ ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển và buôn bán lâm sản trái phép, không để tạo thành các điểm nóng gây mất an ninh rừng.
Đối với địa bàn huyện Đức Linh đó, thì so với các huyện trong tỉnh thì diện tích rừng nó không có nhiều. Tuy nhiên nằm ở cái đặc điểm vùng giáp ranh, cho nên công tác quản lý bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn. Thì từ những đặc điểm tình hình trên, chúng tôi đã thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra chốt chặn những cái vùng trọng điểm. Thì, trong những năm qua, từ năm 2017 đến nay, thì thực làm tốt cái công tác phòng cháy cháy rừng trên địa bàn huyện, không có xảy ra cháy rừng. Về cái tình hình vi phạm đến khai thác rừng thì chúng tôi thực hiện tốt cái công tác kiểm tra, thường xuyên tổ chức cái lực lượng truy quét. Do đó thì hàng năm thì cái số lượng vi phạm nó giảm. Từ những kinh nghiệm rút ra qua các năm, hạt kiểm lâm huyện luôn nhận thức rõ công tác phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, không thể chủ quan. Vì vậy, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về phòng chống cháy rừng, chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng và các xã thị trấn giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, không để tình trạng đốt, dọn rẫy gây cháy lan vào rừng. Bên cạnh đó, thường xuyên tuần tra canh gác tại các vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao, tổ chức ứng trực 24/24 giờ trong các tháng cao điểm mùa khô và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, dụng cụ, nhân lực, hậu cần ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Chương trình Tài nguyên và Môi trường kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.